toàn văn chia thành hai đoạn lớn. Đoạn lớn thứ nhất nói về siết khung có số. Đoạn lớn thứ hai là chủ đề lập mạng chi học, môn học để lập mạng. Ông Liễu Phàm tự thuật, ông ta tại chùa Từ Vân gặp được Khổng Tiên Sinh. Khổng Tiên Sinh tính vận mạng cho ông ta, đoán chắc một đời kiết hùng họa phước của ông ta. Chữ hưu cửu dùng cách nói bây giờ là kiết hùng họa phước, tính đoán vô cùng chính xác. Nhiều lần thí nghiệm đều vô cùng chính xác, lần số đều linh nghiệm, nghiệm là rất linh nghiệm, rất chính xác. Cho nên tính vận mạng, xem tướng, chiêm bóc, trong đó chẳng phải chẳng có đạo lý. Nhưng nếu muốn gặp được người thật sự có học vấn, có đức hạnh, thì cách tính đó sẽ rất chính xác. Thông thường những người giang hồ đoán vận mạng chẳng tin cậy được. Như là việc nhỏ thì họ cũng nói được vài phần. Trên thực tế, đó là hoàn toàn nhờ vào kinh nghiệm. Bởi vì hàng ngày họ tiếp xúc nhiều người, người xem nhiều, cho nên đối với tâm lý của chúng sanh thông thường họ có thể phỏng đoán được. Xem xét ngôn hạnh cử chỉ của anh, xem xét cách nói chuyện, xem xét thái độ biểu lộ bên ngoài thì biết anh có những khó khăn gì. Nói vài lời ứng phó, cách đó chẳng chính xác. Vậy như ông Khổng Tiên Sinh, ông ta chẳng phải thuộc loại giang hồ thuật sĩ. Quả thật có học vấn, có tu dưỡng, có đạo đức. Vì nên ông Liễu Phàm mới tin tưởng. Cái tin này là tin sâu chẳng nghi. Một con người sanh tử có mạng, vinh nhục cũng có mạng. Vinh là trong đời này anh phát đạt, cho nên công danh phú quý anh có được. Nhục tức là chỗ anh mong cầu đó chẳng có được. Cuộc sống vật chất, cuộc sống tinh thần của anh vô cùng khốn khổ, đều là trong mạng số chủ định. Bốn chữ này là nói một đời, nói một đời của tự mình. Bốn chữ phía dưới là nói gia đình, nói xã hội. Nhà Phật chúng ta nói hoàn cảnh của y báo, tức là hoàn cảnh chúng ta cư trú. Hoàn cảnh này chỉ tức như hiện nay chỗ nói an định, xã hội an định. Loạn là xã hội động loạn. Sự an định, động loạn của xã hội cũng có số. Sự hưng suy của quốc gia, hưng suy của gia đình, cho đến hưng suy của sự nghiệp của chính anh cũng đều có số. Cho nên những nhà dự ngôn cổ xưa có thể suy đoán đến mấy mươi năm về sau sự động loạn của xã hội, sự động loạn của xã hội mấy trăm năm sau này. Còn có những bậc cao minh hơn có thể suy đoán đến 3.000 năm về sau trạng huống của xã hội.
ở Trung Quốc, ở Tây Phương đều có loại người này. Cũng đều có những thứ sách vở này, chúng ta chẳng khó tìm thấy. Đây tức cái gọi là dự ngôn. Vậy thì dự ngôn họ có thể dự tính được chính xác như vậy. Căn cứ trên đạo lý gì? Loại thứ nhất là thuật số, tức nơi đây gọi là số học. Người hiện nay cũng biết số học là mẹ của khoa học. Trung Quốc cổ xưa nói đến thuật số, tức là kinh dịch. Cho nên tại Trung Quốc, suy tính một đời kiết hùng của một người, suy tính vận nước của một quốc gia, cho đến tất cả sự diễn biến của cả thế giới, đều có thể từ trong kinh dịch quái tượng xem thấy được. Tây phương cũng là chiếu theo những số học, thiên tượng, thuật số, những thứ này có thể xem thấy được quá khứ, vị lai, đều rất là chính xác. Cho nên bảo số đều do tiền định. Hình như một đời người cho đến đời đời kiếp kiếp đều theo định số mà sống qua ngày. Rất ít có ai có thể thoát ngoài định số. Hiện tượng này cũng là thật. Ông Liễu Phàm sau khi được Khổng Tiên Sinh đoán chắc rồi, biết được sự kiết hung họa phước của một đời mình đều là đời trước chủ định. Vậy thì đâu còn lời gì để nói nữa, cho nên mới đạm nhiên vô cầu. Trong một đời, tâm ông ta đã định xuống, thật sự làm được. Cùng người vô tranh, cùng thế gian vô cầu, tâm ông ta đã định xuống. Đây là một người thông minh, quả là một kẻ học hành. Ông học rất giỏi, vì sao? Vì cầu cũng vô dụng, cầu chẳng được, tranh cũng vô dụng. Vì tranh cũng chẳng nổi, nếu như tranh được cầu được thì đã cố gắng hết mình để cầu để tranh. Nhưng tranh chẳng được, đúng chỗ gọi là khi trong mạng có cuối cùng phải có, khi trong mạng không có cưỡng cầu, chớ cưỡng cầu. Cho nên sau khi chúng ta đọc qua, cảm thấy ông Liễu Phàm là một phàm phu tiêu chuẩn. Ông ta hoàn toàn thuận theo vận mạng mà sống qua ngày. Điều này thì so với người thường thông minh hơn nhiều. Người thường chẳng biết đạo lý này, chẳng liễu giải chân tướng sự thật, ngày ngày đều sống hư vọng trong việc mong cầu, làm gì có thể cầu được. Vậy thì vọng niệm này chẳng những cầu chẳng được mà còn tạo nên rất nhiều tội nghiệp, đem phước báo mà mạng mình vốn có đều chiết tổn hết. Anh bảo điều này đáng tiếc biết mấy. Chẳng biết tu phước, chẳng biết bồi dưỡng phước, đem phước báo đời trước tu được đó, ngày ngày ở đó hủy tổn. Đây là kẻ ngu si nhất.
Chúng ta nói người thế gian ngu si, loại người này là kẻ ngu si nhất. Đây là đại ý của đoạn thứ nhất. Còn một đoạn lớn phía sau, đây là nội dung chủ yếu của đoạn này. Ông ta gặp được Vân Cốc Thiền Sư, Sơn Trung đối tọa, Tam Nhật vô niệm, Sư Kỳ tương vấn, Tri Vi phàm phu. Vân Cốc Thiền Sư là tham thiền, cũng là bậc cao tăng đương thời. Đây là sự việc vào triều nhà Minh. Khi ông ta nhàn rỗi công việc làm, thích đi vào các chùa để thăm hỏi những vị cao tăng đại đức. Cùng Vân Cốc Thiền Sư ở trong thiền đường đối diện ngồi tĩnh tọa hết 3 ngày, tâm ông ta rất định, chẳng có vọng tưởng gì. Vân Cốc Thiền Sư thấy ông ta như vậy rất đổi kinh ngạc. Kẻ bình thường thì vọng niệm quá nhiều, cho nên tham thiền chẳng được đắc lực. Còn ông ta thì đã ngồi đó hết 3 ngày, chẳng khởi một vọng niệm. Việc này trong thiền môn gọi là công phu rất khá. Thật sự trong sinh hoạt thường ngày, 6 căn tiếp xúc với cảnh giới 6 căn, chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, ông ta đã làm được. Cho nên Vân Cốc Thiền Sư vô cùng tán thán ông ta, hỏi ông ta bình thường dùng công phu gì. Ông Liễu, ông Liễu Phàm là người thật thà, theo sự thật mà nói, tôi chẳng có công phu gì cả, mạng tôi đã được Khổng Tiên Sinh tính toán chắc rồi, vọng tưởng cũng chỉ suy nghĩ uổng công, thôi thì chẳng vọng tưởng nữa. Thì ra sự việc như vậy. Vân Cốc Thiền Sư nghe xong liền cười lớn nói, tôi cứ ngỡ ông là thánh nhân, té ra ông vẫn là một kẻ phàm phu. Ông vẫn bị vận mạng sở chuyển. Người bị vận mạng sở chuyển là phàm phu, người chuyển được vận mạng mới là thánh nhân. Cho nên Vân Cốc Thiền Sư mới chỉ dạy ông ta phải nên chuyển vận mạng mới đúng, chẳng thể xuôi theo vận mạng sở chuyển. Ông Liễu Phàm bèn hoài nghi, ông nói bà mạng đã định sẵn rồi, chẳng lẽ vẫn có thể chuyển được hay sao? Mối nghi hoặc này ông ta chẳng giải được. Phần dưới là trọng điểm của Vân Cốc Thiền Sư đối với ông ta khai thị. Thiền Sư trước tiên dẫn chứng, bởi vì những loại sách tứ thơ, những lời nhà Phật chỗ nói, ông ta đều nghe rất quen thuộc. Tứ thơ là loại sách phải học của người đi học tại Trung Quốc lúc đó. Tứ thơ ngũ kinh trong tứ thơ có nói, mạng do ngã tác, phước tự kỹ cầu. Lời này nói rất là minh bạch, rất là rõ ràng biết mấy. Vận mạng là từ đâu đến? Là từ mình tạo lấy, chẳng phải kẻ khác định cho anh.
mẫu đời anh, kiết hung họa phước là cái nhân quá khứ anh đã tạo, là quả báo mà đời này anh nhận lấy. Nhà Phật nói thân này của chúng ta là thân nghiệp báo. Chư Phật Bồ Tát trở lại với cái thân này của chúng ta khác nhau, họ là nguyện lực thấp, hả là thừa nguyện mà trở lại, họ chẳng phải nghiệp lực. Cho nên sự ứng hóa của họ luôn luôn là tự tại. Chúng ta bị phiền não buộc lấy, một tí tự do cũng chẳng có, là nghiệp báo. Nghiệp có hai loại. Một loại gọi là dẫn nghiệp, tức là dẫn dắt anh đến một đạo nào đó để đầu thai. Cái này gọi là dẫn nghiệp. Loại thứ hai gọi là mãn nghiệp. Dẫn nghiệp phần nhiều là nói ngũ giới thập thiện. Anh trong đời quá khứ ngũ giới thập thiện tu rất tốt, tu rất hay, thì lực lượng này dẫn dắt anh đến nhân đạo để thọ sanh. Anh được thân người. Vì anh được thân người trong một đời này, kiết hung họa phước gọi là mãn nghiệp. Đó là một cái nhân riêng biệt. Anh trong đời trước ở chỗ sanh hoạt xử thế đối người tiếp vật, cái thiện ác mà anh tu đó, anh tu thiện nghiệp nhiều, đời này anh được phước báo. Những gì là thuộc về thiện nghiệp, Phật dạy rất rõ ràng là bố thí cúng dường. Đời này anh được giàu có, anh có tiền, giàu có là từ đâu đến? Là trong mạng anh có. Trong mạng anh làm sao mà có? Đời trước bố thí tài. Đó là nhân. Anh bố thí càng nhiều, anh đời này có được tiền của cũng càng nhiều. Là như vậy mà có. Trong mạng số tiền có tiền tài, chẳng kể anh làm ngành nghề nào đều phát tài. Trong mạng chẳng có tiền tài, bất luận anh chọn ngành nghề gì anh đều thất bại. Cho nên chúng ta theo ngành nghề nào, trên việc làm siêng năng hay lười biếng, đó là duyên, đó chẳng phải nhân. Nhân là cái chủng tử đã trồng trong đời quá khứ. Thông minh trí tuệ, đây là quả báo. Phật nói với chúng ta, đó là đời trước tu bố thí pháp. Ưa thích buông chỉ dạy kẻ khác, thì đời này có được thông minh trí tuệ. Nếu như tu bố thí vô ý, thì anh có được khỏe mạnh sống lâu. Người thế gian mong cầu quả báo đều chẳng ngoài ba loại này: tiền của, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu, đều là thuộc về quả báo. Anh nếu chẳng tu nhân thì quả sao có được? Cho nên ngày nay chúng ta nhìn người thế gian, những người có tiền tài, có thông minh trí tuệ, có khỏe mạnh sống lâu, là người ta đời trước đã tu rất giỏi. Còn chúng ta trong đời này chẳng có được, cuộc sống rất khốn khổ. Nếu như anh đã giác ngộ, hiểu rõ rồi, bây giờ bắt đầu tu vẫn còn kịp. Bây giờ nỗ lực mà tu, chẳng cần chờ đời sau, hiện tại trong kiếp này thì sẽ có được quả báo. Kịp thời cứu chữa cũng chẳng muộn. Chỉ cần tự mình biết được một đạo lý, thiết tha nỗ lực để tu nhân. Cái nhân này anh tu được vô cùng thù thắng, chẳng cần chờ đến đời sau, đời này quả báo liền hiện tiền. Đây là Phật chỉ dạy cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết cái đạo lý này. Tiền
quyết định chẳng phải kiếm ra được tiền rồi đi tích trữ tập trung lại thì có thể có tiền. Chẳng tin cậy được. Trong kinh nói đến tiền tài là của chung của năm nhà. Anh xem một khi kinh tế động loạn, chúng tôi 2 năm gần đây ở Tân Gia Ba thời gian nhiều, nhìn thấy Mã Lai Á, Tân Gia Ba trong khi kinh tế động loạn, bao nhiêu người giàu có, những người có đến mấy ức, những người có đến mấy mươi triệu phải nhảy lầu tự sát. Cổ phần đã hạ, phải bồi thường đến chẳng còn đáng giá một xu. Đến cuối cùng chẳng còn lối thoát. Có một bạn đồng tu cho tôi hay, ông ta có một người bạn, trong lúc kinh tế đang lên, tài sản của ông ta lên đến hàng tỷ. Lần này cơn bão kinh tế đến rồi, toàn bộ đều bồi thường hết, chỉ còn lại 3 triệu mấy, nhảy lầu tự sát. Để nói với tôi, 3 triệu mấy cũng chẳng ít, cũng có thể sống qua ngày, hà tất phải chết chứ. Cho nên tiền tài chẳng tin cậy được. Nếu như khi ông ta còn tiền, đem số tiền này để làm việc tốt, làm sự nghiệp cứu tế xã hội, thì ông ta sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi cơn bão kinh tế này. Với tình trạng này, người buôn bán vẫn còn có người kiếm ra tiền. Chẳng phải chẳng có. Một trong những bạn đồng tu của chúng ta buôn ngành gì đó, tôi chưa từng hỏi qua, ông vẫn kiếm ra tiền. Là trong mạng ông ấy có, chịu bố thí, hoan hỷ bố thí, nên cơn bão kinh tế đối với ông ta chẳng ảnh hưởng tí nào cả. Cho nên tiền tài là từ bố thí mà có được. Còn thông minh trí tuệ là từ bố thí pháp. Bố thí pháp, hiện nay chúng ta in kinh bố thí, in kinh là thuộc về bố thí pháp. In những loại sách thiện để tặng cho người cũng là bố thí pháp, khuyên người làm thiện. Trừ cái này ra, hiện nay khoa học kỹ thuật phát đạt, chúng ta làm bằng video, bằng cassette, CD, cùng người khắp nơi kết duyên cũng thuộc về bố thí pháp. Anh phải thật sự để làm thì trí tuệ ngày ngày tăng trưởng. Chẳng chịu giúp đỡ kẻ khác, anh làm sao có được phước báo, anh làm sao có được trí tuệ. Trong bố thí vô ý, cái gì gọi là vô ý? Người khác có khủng hoảng sợ sệt, thân tâm chẳng an, anh đến an ủi họ, anh đến bảo vệ họ, khiến họ lìa khỏi tất cả khủng bố. Thuộc những loại này đều gọi là bố thí vô ý. Cách này là được quả báo của mạnh khỏe sống lâu. Cho nên Phật giáo đồ Trung Quốc chọn lấy việc ăn chay. Ăn chay là thuộc bố thí vô ý. Không ăn thịt chúng sanh, tuyệt đối chẳng làm hại tất cả chúng sanh. Cho nên đây thuộc về vô ý. Tu cái nhân gì thì được quả báo như thế đó. Loại quả báo này gọi là mãn nghiệp. Cho nên nghiệp báo có 2 thứ. Được thân người là một việc. Được thân người, nếu như quá khứ chẳng tu 3 thứ bố thí, thân người tuy có được, cuộc sống vô cùng gian nan, vô cùng khốn khổ,
Chúng ta thấy được người thế gian có người phú quý, có người thông minh. Có phú quý mà chẳng có trí tuệ, có trí tuệ mà chẳng có phú quý. Hiện tượng này quý vị hơi lưu ý một tí thì có thể thấy được. Có rất nhiều ông chủ phát đại tài, thực tế mà nói chẳng có trí tuệ, phước báo quá lớn. Nhóm người phía dưới ông ta thuê mướn, người dưới tay có trí tuệ chẳng có phước báo, phải nghe ông ta chỉ huy, đưa ý kiến cho ông ta, làm việc cho ông ta. Ông ta nuôi sống số người này, số người này là đời trước tu tuệ không tu phước, còn ông chủ thì tu phước không tu tuệ. Điều này chúng ta quả thật đã thấy qua. Cho nên đã có phước báo lại có trí tuệ, hạng người này chẳng nhiều. Nếu như ba loại phước báo đều viên mãn, đều có cả, lại mạnh khỏe, lại sống lâu, lại có trí tuệ, lại có phước báo, đây mới là tu được gọi là chân chánh viên mãn. Chúng ta học Phật hiểu rõ đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật, thì ba loại bố thí đều phải tu. Chúng tôi đề xướng phải lập một viện dưỡng lão. Viện này trong bố thí là thuộc về loại nào? Là thuộc về bố thí vô ý. Chúng ta thấy người già, cuộc sống ở tuổi xế chiều rất là đau khổ, hơn nữa là ở vào cái xã hội hiện tại, còn cái bất hiếu. Tuổi già ở vào trong viện dưỡng lão, viện dưỡng lão có nhiều trên sinh hoạt vật chất chiếu cố cho anh, nhưng sinh hoạt tinh thần thì vô cùng nghèo nàn thiếu thốn. Chúng tôi ở đây cùng mấy cái làng hưu trí tại bờ biển Hoàng Kiên, tôi có đi phỏng vấn tham quan qua. Trên thế giới tôi thấy qua rất nhiều nơi những việc về dưỡng lão và phúc lợi xã hội người già. Tôi đi xem rất nhiều, nước Úc làm được tốt nhất. Tuy nhiên vẫn thiếu sinh hoạt tinh thần. Cho nên sống ở nơi đó, ăn no rồi chẳng có việc gì làm, mỗi một mình ở đó tắm nắng, ngay cả tìm một người để nói chuyện cũng chẳng có. Anh bảo họ buồn khổ biết bao. Nói một cách khác, chính họ trong lòng hiểu rất rõ, ta đang ở đây để làm gì, ngồi ăn mà chờ chết. Đó là cái thú vị gì chứ? Thử xem nhóm người già đó, hôm nay người này ra đi, ngày mai lại có một người nữa ra đi, ngày ngày đều nhìn thấy tình trạng này, rồi suy nghĩ bao giờ đến lượt mình đây. Cho nên khi chúng tôi muốn lập một viện dưỡng lão, hy vọng đối với cụ có sự chăm sóc đàng hoàng, đặc biệt là sự chăm sóc về đời sống tinh thần, chiếu cố về mặt tu học tôn giáo. Đối với những người già đang bệnh khổ, những người già cao tuổi phải đặc biệt chăm sóc. Mỗi ngày đều phải có người đến cùng họ trò chuyện. Người già nói nhiều với họ, họ sẽ bực bội, lại không thể không nói chuyện với họ, lại chẳng thể nhiều lời. Cho nên mỗi ngày có được một hai lần, mỗi lần thời gian không quá 10 phút. Điều này họ rất thích. Khuyên họ niệm Phật, đem đạo lý nhân quả ba đời thường thường giảng cho họ nghe, làm cho họ biết rõ, làm cho họ đối với cái chết chẳng sanh ra khủng bố. Đây là bố thí vô ý. Sanh tử chỉ là một cuộc chuyển biến mà thôi.
Thân này của chúng ta đã hư hoại rồi, lại chuyển một thân khác, lại đổi một hoàn cảnh sinh hoạt. Cái trạng huống thực tại là như vậy. Họ nếu được quả đã hiểu rõ, họ sẽ chẳng thèm sống sợ chết. Tuổi đã lớn, nghĩ đến hoàn cảnh sinh hoạt của đời sau, so với đời này lại càng tốt hơn, lại càng thù thắng hơn, dạy cho họ phương pháp tu học. Trong này có bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý, ba loại bố thí đều tu cả. Bố thí tài làm sao tu? Chúng ta dùng tinh thần của chúng ta, dùng thể lực của chúng ta để chăm sóc họ, giúp đỡ họ, đây là bố thí. Dùng thân thể thể lực, đây là nội tài. So với ngoại tài lại càng thù thắng. Ngoại tài là vật ngoại thân, chúng ta thân hành đi chăm sóc họ là bố thí nội tài. Anh vừa nói cho họ nghe những đạo lý nhân quả này, nói đạo lý của Phật Pháp, khuyên dẫn họ niệm Phật là bố thí Pháp. Sau khi họ chấp nhận, trong lòng rất an ủi, chẳng còn tất cả khủng bố sợ sệt, là bố thí vô ý. Trong viện dưỡng lão, ba loại bố thí đều đầy đủ cả vậy. Anh nếu như chẳng thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì quả báo của đời sau là vô cùng thù thắng. Anh có được tiền của giàu sang, lại có được thông minh trí tuệ, lại được sức khỏe sống lâu, quả báo này thì thù thắng biết bao. Cho nên viện dưỡng lão là đạo tràng chân chánh, ngày ngày khuyên kẻ khác niệm Phật vãng sanh, thì chính mình làm gì có đạo lý chẳng được vãng sanh chứ? Quyết định được vãng sanh về tịnh độ. Tuy nhiên, thế gian và suốt thế gian Pháp vẫn phải cần nhân duyên đầy đủ. Duyên chẳng đầy đủ, tuy có cái nguyện này, chẳng thể thực hiện được. Phải duyên đầy đủ. Duyên chẳng phải chúng ta miễn cưỡng có thể cưỡng cầu. Cho nên thử xem hiện nay, có lẽ cái duyên của Tăng Gia Ba có thể thành tựu trước. Chúng tôi chuẩn bị ở Tăng Gia Ba xây dựng một làng Di Đà để chăm sóc cho người già. Làng Di Đà tại Tăng Gia Ba so ra thì thù thắng hơn. Chúng tôi rất bình tĩnh suy xét qua, có rất nhiều đứa con còn trẻ chẳng chịu cùng sống chung một nơi với cha mẹ, chán bỏ cha mẹ. Được, đã có chỗ này rồi, anh lại ưa thích niệm Phật thì đưa anh đến đây. Nếu như phải trả tiền, tháng đầu đóng xong, tháng thứ hai có thể họ sẽ kéo dài thêm nửa tháng, hai tháng. Tháng thứ ba thì không có nữa. Vậy thì người già ở đó tâm sẽ bất an, chẳng biết lúc nào sẽ bị nơi này đuổi ra. Sau khi bị đuổi sẽ phải đi đâu? Họ sẽ không tránh khỏi âu lo sợ sệt. Cho nên chúng tôi có nghĩ đến điểm này. Trong viện dưỡng lão chẳng nhận phí tổn, họ vô thì tâm được an, chẳng nhận phí tổn, nuôi anh suốt đến già rồi đưa anh vãng sanh. Sau khi vô đó, áo quần ăn ở chúng tôi đều chiếu cố tất cả. Làng Di Đà ở Tăng Gia Ba, chúng tôi là từ mục tiêu phương hướng này mà tiến hành. Chính giống như sai sự hiện nay ở Tăng Gia Ba, chúng ta gọi là tiệm cơm. Đến tiệm cơm này ăn cơm được miễn phí, bất luận là người gì.
anh có học Phật hay không học Phật, chỉ cần anh đến đó thì anh đều có được ăn, tự phục vụ. Món ăn hiện nay có khoảng 10 mấy đến 20 món, mặc tình anh chọn lựa, cung ứng trái cây, lại còn cung ứng cà phê và sữa. So với những tiệm cơm chay bên ngoài, chỉ có hơn chứ chẳng kém. Đã hơn một năm nay, Tân Gia Ba cũng bị ảnh hưởng bởi kinh tế suy thoái, người thất nghiệp nhiều, chẳng dễ kiếm ra tiền. Rất nhiều tiệm ăn đã đóng cửa, nhưng tiệm cơm của cư sĩ Lâm này lại hưng vượng. Mỗi ngày đến giờ ăn cơm, bình quân tăng gia 300 người. Cho nên hiện nay, từ thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi người đến ăn cơm có khoảng vượt trên 800 người. Thứ Bảy và Chủ Nhật có gần khoảng 3.000 người đến 4.000 người. Gặp lúc ngày nghỉ, cho nên nơi đó vô cùng hưng vượng. Anh xem lúc ăn cơm, người ta chen lấn thật là náo nhiệt, một xu cũng chẳng thu nhận. Quanh năm chẳng sót một bữa ăn nào. Vùng lân cận cư sĩ Lâm có một nhóm dân cư, ngày ngày đều đến đó ăn cơm, trong nhà chẳng cần nấu nước. Đây là thế giới đệ nhất gia. Anh sẽ hỏi tiền này từ đâu đến? Chẳng biết được. Chẳng biết tiền này từ đâu đến. Và lại cư sĩ Lâm ngày ngày đều cung ứng cúng dường, mỗi ngày cúng dường 800 người trở lên. Nhiều người ăn cơm như vậy, cư sĩ Lâm chưa từng mua gạo, chưa từng mua thức ăn, cũng chẳng mua qua dầu muối. Bởi vì mọi người biết được nơi đây cúng dường chay, cúng dường vô điều kiện, thì có người chở gạo đến, chở thức ăn đến, chở dầu đến. Những thức ăn chở đến tặng, ăn không hết. Ăn không hết, những thức ăn không thể cất giữ lâu sẽ bị hư thối. Cho nên chúng tôi mỗi ngày dùng xe hàng, chúng tôi chuyển tặng, tặng cho những viện dưỡng lão, viện cô nhi. Chúng tôi ăn không hết còn phải tặng ra ngoài. Từ trước đến giờ chưa từng mua qua. Việc tốt chỉ sợ anh chẳng làm. Anh thật sự phát tâm làm thì sẽ được tam bảo gia hộ trì, long thiên hộ pháp, làm gì phải bận lo. Chúng tôi có được cảm ứng nhiều năm như vậy, kinh nghiệm nhiều năm như vậy, cho nên làm làng Di Đà mới có can đảm để làm. Người già vô đó ở một xu cũng chẳng thu nhận. Chúng tôi chăm sóc họ, áo quần ăn ở tứ sự cúng dường. Hiện nay bản đồ thiết kế của thôn Di Đà này đã được chính phủ phê chuẩn. Chính phủ phê chuẩn rồi, đại khái khoảng tháng 7, tháng 8 sẽ động thổ, dự định một năm rưỡi cất xong. Bên trong có 400 căn phòng, mỗi căn phòng có ở được 3 người, có thể dùng chứa 1.200 người. Nơi giữa xây dựng một niệm Phật đường lớn, niệm Phật đường là hình tròn, có thể dung nạp 1.500 người niệm Phật. Sau khi cái này xây dựng xong, sẽ là tịnh độ đệ nhất đạo tràng. Cho nên phải có tín tâm. Phần dưới Phật dạy hữu cầu tất ứng, nội ngoại song đắc. Chúng ta chẳng phải cầu cho riêng mình. Tôi cùng với cư sĩ Lý Mộc Nguyên hai người thường nói, chúng tôi là làm tiểu công cho Đức Phật A Di Đà. Là chiếu có dùng đại chúng cho Phật Bồ Tát, chiếu cố những người cần phải được chiếu cố. Tin tức của thông Di Đà này vừa truyền ra, hiện nay những người
đến ghi danh, nghe nói đã có mấy trăm người rồi. Tôi nghĩ Thông Di Đà chúng tôi chưa cấp xong, số người báo danh nhất định sẽ còn vượt hơn nữa, họ đều muốn đến. Cho nên nếu số người quá nhiều, chúng tôi tương lai sẽ xét đến xây Thông Di Đà 1, Thông Di Đà 2, Thông Di Đà 3, từ từ phát triển, vẫn chẳng thể nói là chẳng chiếu cố, vẫn chẳng thể nói đến đây là chấm dứt. Chúng tôi không tiền, nhưng có can đảm làm những sự việc này. Cho nên đã từng có nhiều người hỏi ông Lý Mộc Nguyên rằng, ông thật quá to gan, sao ông dám làm những việc này? Ông Lý Mộc Nguyên đáp rất hay, chúng tôi không có tiền, thật tình một xu cũng chẳng có, nhưng ông chủ của chúng tôi có, ông chủ có phước báo. Họ nói ông chủ là ai vậy? Ông chủ là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật có đại phước báo mà. Chúng tôi tất cả đều cậy vào Phật Bồ Tát, chẳng cậy vào người. Được Phật lực gia trì, chỉ cần anh có tâm chân thành, tâm thanh tịnh để làm, tâm đại từ bi để làm, thì sẽ có cảm ứng. Cho nên đạo tràng này, quý vị nếu có cơ hội, có thể đến bên ấy xem. Bất cứ người nào muốn đến cư sĩ Lâm, trước tiên thông báo cho ông ta, bên ấy sẽ chuẩn bị để đón tiếp chiêu đãi. Anh cứ đi xem thử, vô cùng thù thắng. Đây là chỗ nhà Phật nói hữu cầu tất ứng, đâu có cần, đâu có cầu chẳng được. Phàm là có cầu chẳng được là anh có nghiệp chướng. Cái gì gọi là nghiệp chướng? Tâm riêng tư ích kỷ, cái niệm tự tư ích kỷ tức là nghiệp chướng. Anh cầu sẽ chẳng có cảm ứng, chẳng có một tí lòng riêng tư ích kỷ, hoàn toàn vì chúng sanh, vì Phật Pháp, làm gì có đạo lý chẳng cảm ứng chứ. Cho nên nói nội ngoại song đắc, chữ nội trước khi nãy vừa nói, trí tuệ, sức khỏe, sống lâu, đây là nội, còn ngoại là tiền tài phú quý. Người thời xưa gọi công danh phú quý là ngoại, nội ngoại song đắc, tất cả anh đều được hết. Lời Phật nói làm gì có dối trá. Anh ngày nay có cầu mà chẳng được, đó tức là có chướng ngại. Đây là nghiệp chướng đây. Anh có thể đem nghiệp chướng sám trừ, thì anh có thể mãn nguyện, có thể xứng tâm. Vậy đây là lý luận. Anh hiểu rõ rồi thì anh xây dựng lòng tin. Từ đâu bắt đầu? Phía dưới đoạn nhỏ, chỉ quy thực hành.